AFC Asian Qualifiers Road to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Và đây là hình ra sân của tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trong khung thành là khung thành số 23 Nguyên Mạnh, các hậu vệ Thành Trung, Quế Hậu Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, các tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Hùng Dũng và Quang Hải. Hai bên cánh chúng ta có Văn Thành và Tấn Tài, ở phía trên là Tiến Linh và Tuấn Hải. Ý của An Kabi. Quang Hải. Hôm nay thì Oman thi đấu với 4 hậu vệ, họ đá với sơ đồ 4-4-2. Đã có được những phương án để có thể chống lại những tình huống cố định của đội tuyển Oman. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là Tiến Linh dứt điểm. Chúng ta sẽ có một quả đá phạt góc. Thì một màn trình diễn tốt cũng sẽ là một màn marketing tốt của Quang Hải. Đó là một đường truyền đưa bóng về cột 2 của Quang Hải. Quế Ngọc Hải. Có những chiến binh sao vàng. Áp sát nhanh, lấy bóng từ Quang Hải. Và áp lực này cũng mang tới chúng ta một quả ném biên. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Đường truyền của Vũ Văn Thanh, Hùng Dũng. Pha trả bóng là của Tiến Linh, Quang Hải. Rất tiếc cú bật volley là hơi nhẹ và đã không có quá nhiều khó khăn với thủ thành An Mukhaini. Và lúc này thì số 22 Tiến Linh đang bị đau. Và lúc này thì bất kỳ một cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam nằm sân thì cũng sẽ là một cơn đau đầu đối với ban huấn luyện. Thì chúng ta đều biết 11 cái tên vào lúc này có lẽ là đội hình tối ưu nhất rồi, bởi những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Về pha tiếp đất đã khiến cho cánh tay của Tiến Linh bị đau. Tiếp tục bóng trở lại với Văn Thanh. Quang Hải đánh đầu. Rất tiếc cho tình huống tấn công vừa rồi với một đường truyền như đặt dọn thẳng vào trong của Quang Hải. Quỹ đạo của bóng đi rất đẹp mắt. Chỉ đáng tiếc Tiến Linh đã không thể với được tới trái bóng trong tình huống vừa rồi. Cơ hội có thể nói là rõ ràng nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu trận đấu. Sẽ lại là Quang Hải thực hiện tình huống đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Đánh đầu. Người đã nhảy lên ở tình huống vừa rồi là Bùi Hoàng Việt Anh. Lại là một tình huống chuyền bóng cực kỳ tốt của Quang Hải. Đường chuyền của Hùng Dũng. Quang Hải. Văn Thành. Quang Hải. Rất chính xác. Cơ hội. Không vào. Pha phối hợp tấn công có thể nói là như đặt của cao thủ Việt Nam, xuất phát từ đường truyền của Quang Hải. Nhưng đáng tiếc lại giống như những đường truyền trước đó, những pha phối hợp trong hiệp đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, chúng ta vẫn thiếu đi một chút. Trước đó thì có Tiến Linh, có Bùi Hoàng Việt Anh đã không thể với được tới trái bóng. Và ở tình huống vừa rồi thì là cầu thủ mới vào thay người Công Phượng. Và chạm bóng cũng rất có cảm giác của Hồ Tấn Tài. Cái này sẽ phù hợp với cái chân trái của Quang Hải. Quang Hải. Quãng thời gian còn lại vẫn là tương đối nhiều. Đã không thể có cơ hội dứt điểm dành cho Công Phượng. Về phía khung thành của An Mukhaini. Người mộ có mặt trực tiếp tại sân Mỹ Đình, người mộ trước màn hình TV đang mong chờ một đường cong tuyệt đẹp từ cái chân trái của Quang Hải. Không vào. An Mukhaini đã đẩy được cú đá rất khó của Quang Hải.
ta cùng xem lại một lần nữa. Ở phía bên ngoài sân thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể giấu đi được sự tiếc nuối của mình. À, sức ép mà chúng ta cũng tạo ra rất nguy hiểm. Qua hai nhịp và thủ thành số 1 của đội tuyển Oman vẫn ôm được quả bóng. Chúng ta xem lại cú đá xoáy của Quang Hải đã làm khó khăn cho An Mukhaini. Thủ thành số 1 của tuyển Oman đã không thể bắt dính bóng. Thiếu chút nữa bóng rơi vào vị trí mà Quý Ngọc Hải đã đợi sẵn. Rất tiếc là tiếng còi kết thúc của trọng tài Hana đã vang lên. 1-0 nghiêng về phía Oman là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Rất nỗ lực nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể đòi lại được món nợ thua trận trong trận đấu lượt đi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.